Con chó màu vàng như một cánh hoa tươi cười, vui tươi trong mọi hoàn cảnh với tình yêu chân thành. Con chó màu vàng là người bạn đồng hành tuyệt vời. Con chó màu vàng như một ánh mặt trời giữ cho chúng ta vui tươi trong bóng tối với nụ cười tràn đầy tình yêu. Con chó màu vàng là niềm vui trong cuộc đời. Các bạn ơi, các bạn vừa nghe một đoạn thơ do ChatGPT làm đó nha. ChatGPT là một công cụ trí tuệ nhân tạo nổi lên như một hiện tượng trong thời gian gần đây. Nó không chỉ biết làm thơ, viết văn nè, mà còn có thể tạo ra các cuộc trò chuyện một cách tự nhiên như là Trung Nhã đang trò chuyện với các bạn ở đây vậy. Và trong podcast Truyền hình Đồng Tháp ngày hôm nay, Trung Nhã xin mượn câu chuyện của ChatGPT để nói về những suy nghĩ của người trẻ trước sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo. Trung Nhã còn nhớ là lúc sinh viên đại học á, thì mình từng được xem một tập phim Conan có tên là Bóng Ma Đường Baker và cực kỳ ấn tượng với khái niệm trí tuệ nhân tạo cho tới bây giờ luôn. Câu chuyện bắt đầu khi Sawada Hiroki, một cậu bé thiên tài, đã tạo ra chương trình trí tuệ nhân tạo có tên là Noah's Ark. Tuy nhiên, thiên tài bé nhỏ đã tự sát. 2 năm sau sự kiện Hiroki tự sát, Conan cùng với đội thám tử nhí của mình đã tham gia sự kiện giới thiệu một trò chơi thực tế ảo gọi là cái kén. Ngay khi trò chơi bắt đầu, trí tuệ nhân tạo mang tên Noah's Ark đã chiếm lấy quyền kiểm soát trò chơi với lý tưởng là thanh tẩy Nhật Bản. Noah's Ark đã biến trò chơi thành một cuộc sinh tồn chết chóc. Sau khi kết thúc trò chơi và cứu sống tất cả mọi người, Conan nhận ra Noah's Ark chính là Hiroki. Trước khi tự sát thì Hiroki đã liên kết ý thức của bản thân với chương trình trí tuệ nhân tạo do mình tạo ra. Và hóa ra, cái gọi là thanh tẩy Nhật Bản mà Hiroki triển khai không phải là việc giết chết thế hệ lãnh đạo đời thứ 2, thứ 3 của Nhật Bản, mà là để những đứa trẻ đó trải qua thử thách để có thể thay đổi cách nghĩ và cách sống của bản thân mình. Các bạn thấy đó, từ hàng chục năm trước thì người Nhật Bản đã có những lo nghĩ về sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, và tập phim Conan vừa rồi chính là minh chứng. Suốt nhiều năm qua, các nhà khoa học vẫn miệt mài dùng trí thông minh của mình để tạo ra trí tuệ nhân tạo. Và đến nay thì đã có những công cụ trí tuệ nhân tạo rất tương đồng với trí tuệ của con người, như là ChatGPT chẳng hạn. Thậm chí người ta còn lo lắng là nhiều ngành nghề sẽ bị đào thải khi mà trí tuệ nhân tạo lên ngôi. Vậy thì các bạn trẻ hiện nay, những người rất là sành công nghệ và cũng rất là thông minh, sẽ suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Nếu như mà cái trí tuệ và công nghệ AI nó ngày càng hiện đại thì chứng tỏ cái tác nhân tạo ra nó là trí tuệ của con người nó ngày càng siêu việt. Cho nên là em không nghĩ là công nghệ AI nó có thể bắt kịp được với cái nhận thức của cái người tạo ra nó. Trước cái ChatGPT nó cũng đã có rất là nhiều cái công cụ tương tự như vậy. Ví dụ như chúng ta có trợ lý ảo chẳng hạn, thì cụ thể chúng ta có Google Assistant, thì nó cũng đã từng một thời nổi như vậy. Thì gần đây thì nó nổi lên thêm là ChatGPT, thì gần như nó cũng tương tự nhau. Thì đối với cái câu hỏi là ChatGPT hoặc là nói chung là AI nó có thể thay thế được con người hay không, thì hiện nay thì chắc có lẽ mình phải trả lời là chưa thể được. Vì để có thể con người chúng ta, khi mà chúng ta lao động, chúng ta làm việc, thì chúng ta có thứ nhất là cái cảm xúc, chúng ta tương tác với nhau, với đồng nghiệp, biểu cảm, chúng ta vui buồn, chúng ta có những cái buồn bã này kia thì mọi người nhìn vào chúng ta thấy được. Nhưng mà robot thì không, nó đơ. Tiếp theo nữa là khi chúng ta làm việc, chúng ta có sự sáng tạo. Và còn đối với robot ở đây thì nó được hình thành bởi cái sự lập trình của người lập trình viên, cho nên nó khó có thể là thoát ly khỏi cái khuôn khổ mà người lập trình họ đã lập trình, họ đã đưa cái thuật toán. Đa phần các bạn mà Trung Nhã hỏi đều tự tin rằng ChatGPT không thể thay thế được trí tuệ con người. Tuy nhiên, cũng có những bạn trẻ khá là lo lắng. Các bạn ấy lo là trí tuệ nhân tạo từ chỗ là một công cụ của con người thì nó có thể biến con người thành nô lệ. Nói tới đây thì y như trong các bộ phim diễn tưởng Hollywood mà chúng ta thường xem phải không? Các bạn có biết không, nhà vật lý nổi tiếng người Anh Stephen Hawking từng khiến cả thế giới sửng sốt khi mà ông nhận định rằng
việc tạo ra AI có thể là sự kiện lớn nhất của loài người, nhưng nó cũng có thể là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử nền văn minh của chúng ta. Bạn học sinh có tên là Hoài An đã chia sẻ với Trung Nhã thế này. Nếu như mà cái sự hình thành của máy móc nó làm cho trí tuệ của con người ngày càng lười đi và kém phát triển, thì nó sẽ trở thành một mối đe dọa cho con người trong tương lai. Ngày nay thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều những người trẻ đắm chìm trong thế giới ảo, tay cầm khư khư cái điện thoại mà thờ ơ với cuộc sống thực. Không chỉ phụ thuộc tâm hồn vào công nghệ, mà không ít người còn khá là lười khi mà muốn hỏi cái gì, muốn viết cái gì hay là giải bài tập gì thì cũng lên mạng để mà tham khảo hết trơn. Và chính cái sự lười đó vô tình biến cho con người thành nô lệ của máy móc. Cũng chính cái sự lười đó làm cho những bạn trẻ thiếu đi trải nghiệm sống. Rồi dần già thì những bộ não đó đôi khi ở nhà còn kém thông minh hơn là bộ não của máy móc luôn á. Bạn Hoài An dù là sinh viên trường chuyên, thỉnh thoảng cũng tự vấn bản thân mình vì tốn quá nhiều thời gian cho điện thoại, tới 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Em cảm thấy 12 tiếng thì nó khá là nhiều. Dạ, em cảm thấy 12 tiếng rất là nhiều. Em nghĩ là mình cần phải giảm cái số lượng thời gian mà mình dùng cho mạng không mục đích gì hết. Một phần là để em bảo vệ mắt của em, một phần là để em, để bộ não của em tự nhiên mà nó phát triển. Như Trung Nhã đã nói lúc ban đầu là ChatGPT, một công cụ trí tuệ nhân tạo có thể viết văn và làm thơ. Từ đó mà các thầy giáo, cô giáo một lần nữa lo ngại về nạn đạo văn khi một học sinh có thể nhờ ChatGPT viết văn giúp mình. Tuy nhiên thì các thầy cô ơi, các thầy cô đừng quá lo lắng, vì vẫn còn đó rất nhiều bạn học sinh luôn tự ý thức được cái tôi cá nhân của mình. Đó là cá tính, là sự sáng tạo muôn hình dạng trạng mà máy móc khó mà sánh bằng. Bạn Trần Anh Hào, một học sinh chuyên văn, tâm sự như sau. Khi mà trí tuệ nhân tạo thực hiện một cái bài văn hay là một cái cuộc diễn giải một cái bài văn nào đó, thì em nghĩ là nó chính là cái việc tái hiện lại những cái kiến thức mà con người đã nạp vào, chứ không phải là một cái sự sáng tạo mới mẻ. Và dù đó là cái sự sáng tạo mới mẻ đi chăng nữa thì đó cũng là cái sự sáng tạo máy móc. Máy móc thì không thể nào thổi hồn vào một cái bài văn được. Và một cái bài văn khi mà đưa cho trí tuệ nhân tạo làm thì nó sẽ không, em không dám chắc là nó sẽ là không, nhưng mà nó khó có thể thổi được cái hồn của cái người làm văn. Không chỉ riêng chuyện học văn mà còn ở nhiều lĩnh vực khác, trí tuệ nhân tạo không thể nào thay thế được con người. Một khi chúng ta giữ được cho mình những rung động về cuộc sống, giữ được bản ngã và sự cầu tiến không ngừng, dù có hiện đại đến đâu, máy móc cũng không thể có được nhiều trải nghiệm như con người. Bước ra ngoài thế giới rộng lớn, cảm nhận từng sắc màu và thanh âm. Cho nên đừng có tự giới hạn mình trong màn hình điện thoại, mà hãy sống thật ý nghĩa trong từng phút từng giây của cuộc đời này các bạn nha.